Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và kính chào luật sư Jennifer Lê. Chào anh Mai Tuấn. Just come back from vacation. Yeah. Đi chơi chúc rất luật là sư vui. Tiếp tục làm việc bởi vì rất nhiều quý vị gọi hỏi rằng luật sư Jennifer Lê không thấy xuất hiện một hai lần. Yeah, lại yeah. Cái cũ không sao cả. Yeah, mùa hè này cũng hơi bận nhưng mà bây giờ trở lại rồi. Trở lại. Để có các cháu nhỏ trong trường học thành thế ra quý vị thông cảm. Vâng, cảm ơn sự theo dõi của quý vị và dành cho luật sư Jennifer Lê nhiều sự thương mến và tín nhiệm. Hôm nay, thưa luật sư Jennifer Lê, vì mùa hè, yeah. Rất nhiều party, rất nhiều sự ăn, sự uống. Yeah. Uống là nguy hiểm lắm. Yeah. Uống xong lái xe, say rượu lái xe. Mời luật sư nếu có thể được thì nói về vấn đề DUI. Yeah. Mời luật sư. Yeah. Yeah. Thì anh Mai Tuấn biết là tôi đã nói chuyện về DUI rất là nhiều lần trên cái chương trình này. Tại vì cái tội này là mọi người đã quen người nào hay là đã bị một cái DUI. Thì cái vụ này á, là tôi không phải luật sư đầu tiên. Cái vụ này là hồi tháng 2 là thân chủ của tôi tìm văn phòng của tôi mà đã có luật sư khác rồi, đã mướn luật sư. Nhưng mà thân chủ của tôi rất là lo lắng là tại vì cổ là nurse, là y tá phải không? Dạ đúng vậy, yeah. Nurse là y tá. Dạ, yeah. Thì ai cũng biết là y tá có một cái bằng, một cái license là nếu bị một cái tội giống DUI là sẽ có thể là bị suspended, mắc việc, rồi có thể là phải bị disciplinary hearing. Treo bằng, mất việc. Dạ đúng rồi, dạ. Yeah. Thì thân chủ của tôi rất là trẻ, mới 25 tuổi. Thì cổ bị bắt hồi tháng 11, 2018. Thì cổ đã mướn luật sư đã đi ra tòa một lần rồi. Mà cổ nói là cổ tự nhiên cổ có một cái feeling là ông luật sư này không có lo cái vụ này kỹ cho cổ. Mà không cổ có giỏi đủ. Dạ. Yeah. Mà tôi quen tên của ổng, tại vì ổng cũng làm việc ở quận Cam. Mà cái vụ này á, là ở downtown LA. Thì cổ chia sẻ với tôi là cổ thấy là ổng không có nói chuyện với cổ mà không có ý kiến là ổng sẽ giúp cổ như thế nào. Mà cổ nói tôi là cái độ máu của cổ là .13. Ồ, tức là cao đấy. Cũng cao. Yeah. Thì anh Mai Tuấn biết là cái luật pháp ở California là nếu độ máu là .08% mà cao hơn á, là cái đó là DUI. Mà ở LA á, là tùy theo cái tòa án, có khi mình có thể mình cãi được nhưng mà nhiều khi là cũng không giảm xuống được. Thì tôi đi ra tòa mấy lần mà tôi đã có cái plan là tôi sẽ gom tất cả giấy tờ của cổ là y tá. Thì tôi muốn đưa tất cả cái license, rồi cái certification, rồi information về cái chỗ làm của cổ. Thì lần đầu tiên tôi bắt đầu tôi thảo luận có ông phó biện lý, ông cũng rất là trẻ nhưng mà tôi thấy là ông, tôi không quen ông. Mà ổng, tôi thấy là ổng cũng rất là tử tế. Thì tôi nói chuyện với ổng rồi tôi email cho ổng tất cả cái giấy tờ mà tôi muốn ổng đọc trước khi là mình quyết định nếu ổng sẽ giảm xuống cái tội của thân chủ hay là không. Thì ổng nói là ổng sẽ đi nói chuyện với supervisor của ổng. Thì lần sau đi ra tòa, ổng nói tôi là ổng cố gắng rất là nhiều lần nhưng mà ông supervisor của ổng nói tại vì cái độ máu này nó cao quá là không có thể nào mà giảm xuống được. Thì ổng nói tôi á, là đừng có ráng đi nói chuyện với supervisor của tôi tại vì tôi đã nói chuyện nhiều lần mà tôi cố gắng. Nhưng mà nếu tôi không làm được á, là luật sư đừng có cố gắng nữa. Thì tôi nói ổng, tôi phải cố gắng. Tôi sẽ đi nói chuyện với ông supervisor. Tôi tin là ông đã ráng làm một cái deal cho tôi nhưng mà tại vì xin lỗi tôi là luật sư của thân chủ tôi phải nói chuyện thẳng với ông supervisor. Cái đó là quan trọng. Rất là quan trọng. Thì ông nói be my guest but you will not get it. Thì ngày đó tôi đi tới cái phòng district attorney nhưng mà xui là ngày đó không có supervisor available tại giờ đó rất là bận. Cho nên supervisor nói là không có thể nào mà gặp bữa sáng hôm nay được. Cho nên tôi nói bà tòa tôi sẽ dời lại tại vì tôi cần cơ hội một lần cuối cùng. Tôi nói chuyện với supervisor. Thì trong mấy tuần trước khi đi ra tòa cuối cùng á, tôi ráng gọi mà không có ai available. Cái tòa này rất là bận, rất là nghẹt. Thì cái ngày mà tôi đi ra tòa, tôi cũng biểu thân chủ phải tới tòa luôn. Tại vì mình nghĩ mình sẽ làm xong dù giảm xuống được hay là không, phải làm xong ngày đó. Thì ngày đó tôi cũng gặp ông phó biện lý, tôi nói tôi sẽ đi thẳng phòng district attorney. Thì tôi gặp bà receptionist thì bà nói, oh, hôm nay không có hai người supervisor tại vì cái này xảy ra, cái này là hồi năm Tây tháng 4. Yeah. Thì ngày đó là ai cũng nghỉ lễ tại vì sau khi ngày 4th of July.
thì cô nói xui là không có ai hôm nay mà supervisor. Tôi nói tôi biết là có một người mà phải supervise, tại vì hồi xưa tôi làm chung cái phòng này, tôi biết là phải bề nào phải có một người. Tôi xin, tôi năn nỉ, hôm nay tôi phải nói chuyện với người đó. Thì cô nói để mình đi hỏi. Thì mấy phút sau cô trở lại rồi có một đàn bà. Bà nói là thường thường bà không phải supervisor nhưng mà hôm nay bà in charge. Oh, ok. Thì tôi nói tôi cần 10 phút thì giờ của cô, tôi xin tôi phải nói chuyện ít nhất là 10 phút. Thì cô ngồi xuống, thì tôi chia sẻ tất cả cái information về đời của thanh chủ mà tôi nói là tôi biết là cái vụ này là rất là dễ cho cô đi ra tòa mà cô thắng. Tôi không phải nói là mình biết mình thắng, nhưng mà tôi năn nỉ là tại vì thanh chủ của tôi mới 25 tuổi, chưa bao giờ bị bắt, mà tôi biết là cái độ máu nó hơi cao, nhưng mà cái đời mà cái tương lai thì tôi nói từ cái là sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Cô nói luật sư muốn cái gì? Tôi nói tôi muốn dĩ nhiên bỏ cái DUI cho nhận cái tội wet reckless là cái tội nhẹ hơn. Mà nếu cổ muốn cổ đi học cái lớp, lớp mà thường thường người nào mà nhận tội á, là cổ đã làm xong rồi. Mà cổ cũng làm extra tại vì tôi đã advise thanh chủ trước khi tôi đi ra tòa lần đầu tiên mà thành luật sư của cổ á, phải đi học mấy cái lớp này extra. Cho lúc mà tôi nói chuyện với supervisor là họ sẽ thấy là thanh chủ của tôi take cái này seriously, không có ai bắt buộc, đúng rồi, không có ai bắt buộc mà cổ phải làm. Mà luật sư cũ của cổ nói đừng có lo, đừng có hao thời giờ làm mấy cái chuyện đó, đừng có làm. Rất là sai. Sai. So, sai đường lối. Cái strategy night and day là ông biểu cổ làm cái gì là không có đúng. So anyway, cái bà này bà nói ok, hôm nay bà đồng ý, cho nên bà đồng ý là bỏ cái tội DUI giảm xuống, không bị cái DUI. Cho nên tôi biết chắc chắn á, là tại vì thanh chủ đã nói rồi là nếu không có nhận tội DUI mà nhận cái tội nhẹ hơn á, là không có mắc việc. Tại vì đã nói chuyện với Human Resource rồi, họ nói là nếu giảm xuống á, là họ sẽ cho giữ giữ cái việc đó. Với lại License Board đã nói là nếu không bị DUI là họ sẽ tha, không có bị suspension. Cho nên ngày đó đó, sau khi tôi bước ra phòng của District Attorney mà thanh chủ của tôi đang chờ ở ngoài phòng tòa, tôi nói cho cổ nghe rồi cổ khóc mà cổ ôm tôi mừng quá. Thì tôi nói chuyện với ông phó biện lý ở tòa mà đã nói tôi đừng có waste your time. Tôi nói ông I got the deal, I want to tell you thank you, but that's why I didn't believe you. Thì ông nói ông rất là mừng cho thanh chủ của tôi. Lúc mà tôi làm xong cái case, tại vì bà tòa kêu cái hồ sơ, thì dĩ nhiên là người nào mà ngồi trong phòng đó nghe là thanh chủ nhận tội cái wet reckless mà bỏ cái DUI, có luật sư ngồi ghế bên tôi, ông hỏi tôi how did you do it, I have so many cases just like yours. Ông nói là ông có nhiều hồ sơ y chang giống tôi. Ông hỏi cái nghề của thanh chủ của tôi gì. Tôi nói nurse. Ông nói I've had many cases with nurses, I could not get them done, can you please tell me what you did. Cho nên nhiều khi tôi nói trên cái chương trình này á, là nhiều khi không phải cái training, nhiều khi không phải cái education về luật, nhưng mà nhiều khi á, mình phải biết cách nói chuyện face to face với người đó. Tại vì tôi không nói chuyện với mấy ông supervisor lần đầu tiên mà họ nói no, cho nên lúc nào mà tôi có opportunity là tôi muốn đi trước mặt người đó cho mình nói chuyện, cho mình thấy rõ mắt của người đó. Sometimes cái đó làm all the difference. Thì tôi chỉ lúc nào tôi cũng nói là lúc mà tôi đại diện thanh chủ á, là tôi phải tiếp tục chừng nào tôi biết là cái này là cuối cùng, tôi mới nói thanh chủ ok, bây giờ mình không đi đâu được nữa, bây giờ mình phải làm xong cái vụ này, một là mình nhận tội, hai là mình đi ra trial. Ok, chỉ có hai option. Thì thanh chủ của tôi làm một cái review cho tôi, nói là ban đầu có luật sư khác mà cổ rất là mừng là cổ làm cái decision là bỏ ổng mà mướn luật sư tôi. Là tại vì cổ nói là không biết sao nhưng mà tôi làm cái magic mà thay đổi cái case. Mà cổ nói là cái lần cuối cùng mà đi ra tòa mà ông phó biện lý nói là không thay đổi được, cổ nói là cổ rất là buồn, cổ nghĩ là thôi bây giờ là chịu thua. Cổ nói là lúc mà tôi nói cổ không, mình sẽ tiếp tục, mình sẽ cố gắng một lần nữa. Là cổ nói là cổ cũng có hy vọng, tại vì cổ thấy là nếu tôi tin trong cái case là cổ cũng tin luôn. So anyway, cái chuyện này á, là cái kết quả rất là khác nếu cổ giữ luật sư đầu tiên của cổ.
Không phải mỗi hồ sơ là tôi biết là tôi làm như vậy được. Nhưng mà tôi rất là mừng là thân chủ của tôi không có giữ luật sư đầu tiên. Tại nhiều người nghĩ á, tôi mướn luật sư này là tôi không thay đổi được. Thôi hao tiền, hao thì giờ mà không thay đổi cái gì. Nhưng mà nhiều khi á, cái đó là change the entire case. Tại vì ổng đã biểu cổ rồi, cái này là không thắng được, mình phải nhận tội đi hoài. Cảm ơn luật sư Jennifer Lee. Và thưa quý khán thính giả, quý vị đã nghe luật sư Jennifer Lee nhiều năm, và chính tôi cũng là người được cái may mắn ngồi với luật sư Jennifer Lee. Thì chúng tôi nhìn thấy một cái điều rất rõ mà chúng tôi đã hơn một lần nói đến, tức là ngoài cái sự học vấn giỏi giang đó vậy, nhưng mà phải có sự kiên nhẫn của luật sư. And passion. Yes. Compassion. Và strategy cho đúng. Đúng rồi. Và quan trọng nữa là vấn đề tâm lý. Dạ, đúng rồi. Con người cả mà. Đúng rồi. Quan tòa cũng như thể là biện lý đều là con người, mà luật sư không đi đúng vào cái chỗ đúng tâm rồi. Lý thì là đúng thất rồi. Bại. Đấy, Mai Tuấn, ban nãy Mai Tuấn cười, quý vị thấy Mai Tuấn cười cái chỗ mà cười vì happy, vì thấy cái sự giỏi giang và tâm lý của luật sư Jennifer Lee. Là ai là biện lý hay là supervisor mà lại quay hỏi mình what do you want? Yeah. Có phải không? Yeah. Thì là in your hand. Đúng rồi, đúng rồi. Mà anh Mai Tuấn biết không? Không phải là tại vì có nhiều luật sư rất là giỏi, có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà không biết nói chuyện với người ta, right. Không có cái human element. Right. Mà lúc mà luật sư nào mà nghĩ, cô phải làm cái gì mà tôi muốn, ông phải đưa tôi cái này, tại vì hăm dọa đó, nhiều khi là không phải the right strategy. Phải biết, tại vì nhiều luật sư có cái ego rất là bự. Anh Mai Tuấn thông dịch cái chữ ego. Ego tức là cái tự ái của mình, là đúng chủ rồi. Mình, là mình cho mình là nhất. Đúng rồi, nếu mình đi vô đó mà mình nói mạnh quá đó, là người đó không nghe nữa. Right. So đúng rồi, có cái tâm lý, phải biết cách nói. Cái này là giống diplomacy. Phải biết cách nói cho người đó không có tức. Mà muốn giúp thân chủ của mình. Tại vì cái the whole purpose là tôi đại diện là muốn giúp thân chủ, chứ không phải là vậy thôi. Cho nên tôi phải bỏ cái ego. Dĩ nhiên là đối với quan tòa, mình ra mình tranh cãi về lý, nhưng mà đừng đặt cái ego của mình lên trên. 100%. Mà nhiều người không hiểu cái đó, nghĩ là tôi phải là chỉ sư. Người này là tôi exactly, giỏi hơn. Exactly. Tại vì nhiều luật sư có cái ego rất là bự. Mà dễ có ego. Đúng rồi, dễ lắm. Dẫn đưa mình lên teo. Mấy người đó không có kết quả tốt, không biết lối nói chuyện. Patience, strategy. Yeah, đúng rồi. Thưa quý khán giả, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị thật nhiều sự bình an, và đừng quên, Mai Tuấn chỉ xin thưa mỗi một điều sau cùng là quý vị phải có, nói vậy phải thì nó chú mật, nhưng mà thực sự như vậy, nên có số phone của luật sư Jennifer Lee. Bỏ vào trong phone này quý vị này, bỏ ngay vào trong này, bây giờ không có dán trên tủ, nó bỏ ngay trong phone, nói rõ là luật sư Jennifer Lee, và quý vị kể luôn là xin lỗi luật sư Jennifer, VBS. Dạ. Thì dễ nhớ. Dạ. Cái gì cũng được, đâu cần biết. Để Mai Tuấn vào đó. Dạ. Thì biết là ngay của VBS. Dạ. Thì khi cần cái là gọi liền quý vị nhé. Chuyên về hình sự ở 5 quận miền Nam California. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sự bình an, và cảm ơn luật sư Jennifer. Dạ, cảm ơn Mai Tuấn.